Rồi Tuấn Cường Vlog, bạn người chăn nuôi, gửi lời chào đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình làm video xem bò, mua bán bò giá rẻ anh em ở Càng Long Trà Vinh. Ở Càng Long thì ấp An Định Dòng, xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Thì một số về nghe cái đẹp nha anh em, mà giá phải chăng cho anh em lựa chọn. Thì mình sẽ quay chi tiết và báo giá từng con cho các anh em cùng xem. Rồi. Những con nghé là vậy anh em. Đây thì đây có con này được 11 tháng hơi to nha anh em. Rồi mình sẽ quay chi tiết và báo giá từng con cho các anh em cùng xem. Đây quay 3B trước nha. Đây 3B này chủ kêu là 10 triệu nha anh em, B cái. Rất là được nha, hình nha anh em. Đó. Đây. Con ghé này vàng này là mà chú kêu là 13 triệu 500 nha anh em. Đây. 13 triệu 500. Đó. Đây, còn con ghé này thì chú kêu 11 triệu. Giá phải chăng không nha anh em? Đó, anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại của mình. Đây, con pháp này đẹp nha, pháp kem này đẹp nha. Thì nó 11 tháng. Đó. Rất là đều đặn. Thân hình đều, chân to, móng sò. Đít rất là bự nha anh em. Đó, đít đó nha. 11 tháng. Rồi, chủ kêu giá là 18 triệu 500 nha anh em. Rồi, dì bò này ấp An Định Dòng, xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Thì anh em liên hệ với chủ bò này theo số điện thoại là 077 792 285. Rồi, gặp anh Trung nha. Đó. Vậy sơ lược cho anh em cùng xem. Đó. Giá 13 triệu 500 nha. Đó. Lưng bằng khoảng. Đây con này 10 triệu. Đó. Ai cần thì liên hệ số điện thoại của mình hoặc là liên hệ số điện thoại của anh Trung chủ bò nha. Bò này ở Càng Long Trà Vinh nha anh em. Đó. Rồi. Rồi thì video mình đến đây là cũng sắp kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video sau nha. Rồi, xin chào tạm biệt.